Ngày 26 tháng 12, Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã tổ chức chương trình du lịch gắn kết Tết sẻ chia và gian hàng không đồng tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chương trình được tổ chức dưới hình thức gian hàng từ thiện không đồng gồm lương thực, thực phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt do Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc kêu gọi, vận động trong đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Nhân Mỹ, trao tặng một bộ máy tính đã qua sử dụng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sa Mô. Đây là một trong những hoạt động thường niên được Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam duy trì và tổ chức hàng năm. Những món quà ý nghĩa trong chương trình du lịch gắn kết Tết sẻ chia và gian hàng không đồng năm 2021 tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc không chỉ góp phần chia sẻ, chung tay cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần ấm áp, vui tươi, mà qua chương trình còn khơi dậy phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng.